Ok everyone, my name is Mùi Trần from tiengAnh.com. Xin chào tất cả các em, lại là cô giáo Mùi Trần của website tiengAnh.com với chương trình tiếng Anh lớp 6. Và ngày hôm nay chúng ta cùng nhau tìm hiểu section C của Unit 8, Out and About. Section C, Road Sign, những tín hiệu của trên đường phố. Ok, vậy thì phần từ vựng ngày hôm nay chúng ta tìm hiểu chắc chắn là liên quan đến phần tín hiệu biển báo ở trên đường phố rồi đúng không? Ok, vậy thì chúng ta cùng nhau tìm hiểu nhé. Từ đầu tiên, police. Police là cảnh sát. Difficult, khó. One way à, khi nào có cái biển báo nào mà chỉ one way, nghĩa là đường một chiều. Sign là tín hiệu. Park là đỗ xe. Turn left là được quyền, rẽ trái. Turn right là rẽ phải. Go ahead là đi thẳng. Dangerous, nguy hiểm. Biển báo mà có xương chéo đầu lâu là very dangerous, là nguy hiểm đấy. Warn, cảnh báo. Warn, cảnh báo. Nào, cùng nhau tìm hiểu về phần cấu trúc câu nào. Cấu trúc câu đầu tiên, you can park here. Ở đây thì bạn có thể đỗ xe. Và chúng ta có từ park là đỗ. À, thế thì các bạn đã thấy từ park ở đâu chưa? Đúng rồi, chúng ta từng học dạng danh từ của từ park có nghĩa là công viên. Vậy thì you can park here nghĩa là bạn có thể đỗ xe ở đây. You cannot park here. Ở đây bạn không được đỗ xe. You must slow down. Down, không được đọc là down nhé. Down, you must slow down. Bạn phải đi chậm. You mustn't go fast. Trái ngược với, đồng nghĩa với là bạn phải đi chậm, nghĩa là bạn không được đi nhanh. Vậy thì bốn cấu trúc câu này đã cung cấp cho chúng ta hai dạng động từ khuyết thiếu là can và mustn't. Nếu như có can và must và một số động từ khuyết thiếu khác nữa, nhưng trong chương trình lớp 6 chúng ta học hai động từ khuyết thiếu là can, can't là có thể hoặc không thể, must là phải, còn mustn't là không được, thì chúng ta sẽ phải cộng với một động từ nguyên thể. Tức là khi có can, can't, must or mustn't thì động từ đi theo sau nó bắt buộc phải là một động từ nguyên thể, không được chia, không được để ở dạng verb ing, không được để ở dạng verb ed, mà phải để ở dạng động từ nguyên thể. Ok, và nó có nghĩa là gì? Có thể làm gì đó, không thể làm gì đó, phải làm gì đó và mustn't không được làm gì đó, không được phép làm điều gì đấy. Ok, practice one, listen and repeat. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe cô đọc và sau đấy repeat theo cô để chỉnh sửa phát âm và ngữ điệu cũng như tìm hiểu về đoạn văn này. Hello, my name is Juan. I am a policeman. I have a difficult job. Look at that man on a motorbike. He's going into that street. The sign saying one way. You cannot go into that street. Ok, về đoạn văn này nói về gì? Nói về nhân vật Hoan và nghề nghiệp của anh ta là gì? Là một người cảnh sát. Xin chào các bạn, mình là Hoan, mình là cảnh sát. Và công việc của mình thì rất là khó khăn. Hãy nhìn cái người đàn ông ở trên cái motorbike, trên cái xe xe máy kia kìa. He's going into that street. Anh ấy đang đi ở trên đường. The sign say, cái biển báo thì nói rằng, biển hiệu nói rằng one way nghĩa là gì? Là một chiều thôi. Bạn không thể đi vào cái đường đó. Ok, vậy thì nhân vật cảnh sát của chúng ta đã đưa đến cho chúng ta những cấu trúc câu nào nào? À, cấu trúc câu đầu tiên, look at that man on the motorbike, hay là hãy nhìn cái gì đấy, hãy nhìn người đàn ông ở trên cái motorbike kia kìa. Ví dụ câu nói là look at the board, hãy nhìn ở trên bảng. Look at the book, hãy nhìn vào trong cuốn sách của bạn. Vậy cấu trúc đầu tiên là look at. Cấu trúc tiếp theo nào, the sign says, cái biển báo thì thông báo rằng. Vậy cũng the sign say one way là một chiều. Vậy thì nếu như cái biển báo nói rằng là rẽ trái thì the sign say turn left, đúng không? Còn biển báo nói đi thẳng, the sign say go ahead. Còn biển báo nói nguy hiểm, the sign say dangerous. Very good, là hai cấu trúc chúng ta nắm được rồi. Và một cấu trúc này ôn tập thôi là bạn không thể đi vào trong đường đấy, cannot, và đằng sau là một động từ nguyên thể. Ok, vậy qua cái phần read này thì cô hy vọng rằng chúng ta biết cách sử dụng một số cấu trúc mới. Tiếp đây chúng ta sẽ học một số biển báo nhé. Đây là biển báo, từ P là viết tắt của từ park, đỗ xe. Và đây cô có từ là nơi đỗ xe rồi. Vậy thì some signs say that you can do something. Một số cái biển báo thì nói rằng bạn có thể làm điều gì đấy.
Ví dụ như là cái biển báo này, this sign says, cái biển báo này nói rằng you can park here, bạn có thể đỗ xe ở đây. Vậy thì cô che đi phần này nhá. Theo các em cái biển báo này nói gì? Chắc chắn nói là không được làm gì đấy rồi, hình chéo mà. Ok, vậy thì thử xem là cái này không được làm gì nhá. That sign says you can't park here. Vậy thì nắm cho cô hai cái biển báo này nào, để trong trường hợp các em có điều kiện đi du lịch nước ngoài thì các em nhìn những biển báo không ở ngay chính đất nước Việt Nam chúng ta thôi. Chúng ta nhìn thấy những cái biển báo này thì chúng ta cũng sẽ biết cách phân biệt và thử xem rằng những biển báo này nói cho chúng ta biết điều gì nhé. T, you can park here. This sign says you can't park here. Bạn không được đỗ xe ở đây. Còn đây, à, nghiêng về phía bên trái. Vậy thì you can turn left. This sign say you can turn left. Còn cái này, hướng về phía bên phải, nhưng điều quan trọng là biển đỏ và phải có gạch chéo. Vậy có nghĩa là you can't turn right. This sign say you can't turn right. Còn cái này, đi thẳng. Vậy thì this sign say you can go ahead. Còn cái này là có một chiếc motorbike, chiếc xe máy nhưng mà lại được bị gạch chéo, có nghĩa là bạn không thể đi xe máy vào cái đường này, xe máy không được vào cái đường này. Và chúng ta sẽ nói là you can't ride a motorbike. Practice 3, listen and repeat. Ở đây chúng ta sẽ học cách nói must và mustn't. Đọc theo cô nhé. Our roads are dangerous places. There are many accidents on our roads. We must have this clean. Road signs help us. Some road signs warn us. This sign warns us there is an intersection ahead. What must we do? We must slow down. We must not go fast. This sign says stop. We must stop. We must not go straight ahead. This sign says no right turn. We must not turn right. We must go straight ahead or to left. Vậy thì với bài đọc này, chúng ta sẽ nhìn cách người ta sử dụng must và mustn't. We must have this clear. Nghĩa là gì? Câu này có nghĩa là gì? Chúng ta nên có kỷ luật, nên tuân theo kỷ luật. What must we do? Chúng ta phải làm gì? We must slow down. Chúng ta phải đi chậm lại. We must not go fast. Chúng ta không được phép đi nhanh. We must stop. Chúng ta phải dừng lại. We must not go straight ahead. Chúng ta không được phép đi thẳng. We must not turn right. Chúng ta không được phép rẽ phải. We must go straight ahead or turn left. Chúng ta phải đi thẳng hoặc là rẽ trái. Very good. Ok, vậy bài học chúng ta đến đây lại hết rồi. Hy vọng rằng qua bài học ngày hôm nay chúng ta tìm hiểu được cách đọc các biển báo, cách diễn giải các biển báo cũng như là các cấu trúc câu quen thuộc để diễn tả rằng biển báo này nói điều gì. Rất cảm ơn các em đã cùng nhau theo dõi video bài học ngày hôm nay. Và mong rằng các em sẽ vào website tiếnganh.com lên phần tiếng Anh lớp 6 và hãy click vào phần homework bài tập về nhà để cùng nhau làm và ôn tập bài học nhé. Bye bye, see you in the next video.